Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ thiền am bên bờ vũ trụ, liệu bạn có quyền lấy nhà làm chùa hay không? Một nhu cầu thực tế nhưng vấp phải nhiều rào cản vô lý. Vào đầu tháng 11 năm 2021, Tịnh thất Bồng Lai với tên gọi mới là thiền am bên bờ vũ trụ tiếp tục xuất hiện trên mặt báo khi ban tôn giáo chính phủ cho rằng đây là cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng góp mặt trong vụ việc này với lời khẳng định thiền am này là bất hợp pháp, yêu cầu chính quyền tỉnh Long An xử lý. Bỏ qua các cáo buộc về trục lợi từ thiện vẫn đang còn được chính quyền làm rõ. Việc chính quyền khẳng định thiền am này không hợp pháp làm dấy lên một câu hỏi liệu bạn có thể lấy ngôi nhà của mình làm chùa hay không. Đây là hình ảnh ông Lê Tùng Vân bên trái, người đứng đầu cơ sở thiền am bên bờ vũ trụ, và ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng ban tôn giáo bên phải. Lấy nhà làm chùa là nhu cầu thực tế. Vào năm 2012, sư cô Thích Nữ Giới Trung đã gửi thư xin ban trị sự Phật giáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho phép chuyển đổi ngôi nhà được thừa kế của mình thành một ngôi chùa. Vào năm 2019, Ủy ban Nhân dân thị trấn Xịa, tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo cán bộ phải ngăn ngừa người dân lấy nhà làm chùa khi chưa được chính quyền cho phép. Trong vụ việc của thiền am bên bờ vũ trụ, chính quyền cũng đang tìm cách chứng minh đây là cơ sở tôn giáo chưa được chính quyền cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, các thành viên của thiền am vẫn có cách né cáo buộc trên của chính quyền. Các thành viên cho rằng thiền am này không phải là cơ sở tôn giáo mà chỉ là nhà riêng để tu tại gia. Trên thực tế, việc nhận lấy nhà làm chùa hoặc địa điểm tụ họp hoạt động tôn giáo là nhu cầu thực tế của người dân. Rất nhiều nhà riêng đã trở thành các cơ sở sinh hoạt tôn giáo. Tuy nhiên, những quy định quản lý về tôn giáo hiện nay khiến người dân dù muốn cũng không thể công khai cơ sở của mình cho công chúng tự do đến đây để sinh hoạt được. Những quy định nào đang cản trở bạn lấy nhà làm chùa cũng là câu hỏi được đặt ra. Nếu bạn muốn lấy ngôi nhà của mình làm chùa một cách chính thức, những quy định về quản lý về tôn giáo của chính quyền có thể làm bạn nản chí. Luật tín ngưỡng tôn giáo quy định, cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, trụ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo. Những cơ sở này đều phải được chính quyền địa phương cho phép thành lập. Nếu như bạn muốn lấy nhà làm chùa thì còn cần thêm sự đồng ý của tổ chức Phật giáo được công nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là hình ảnh trụ trì chùa Sơn Linh Thích Đồng Quang bên ngôi chùa bị chính quyền cưỡng chế vào ngày 11 tháng 1 năm 2019. Thời điểm đó, ông đang chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng. Các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung như các điểm nhóm theo đạo Tin Lành cũng phải đăng ký với chính quyền cấp xã để hoạt động công khai. Hơn nữa, nhà nước quản lý rất chặt chẽ về đất đai tôn giáo. Đất tôn giáo phải được nhà nước giao và cấp quyền sử dụng đất. Nếu bạn muốn biến nhà của mình thành chùa, bạn có thể phải giao đất cho nhà nước trước, rồi nhà nước lại cấp lại cho bạn dưới danh nghĩa là đất tôn giáo. Ngoài các quy định về đất đai, việc xây dựng chùa hay cơ sở tôn giáo phải được sự cho phép của ban tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ của tỉnh, thành. Cơ quan này sẽ đánh giá về sự cần thiết và quy mô của công trình tôn giáo mà bạn muốn xây dựng. Đó là điểm khoản 4, điều 95, Bộ luật xây dựng vào năm 2014, sửa đổi vào năm 2020. Vào tháng 1 năm 2021, trụ trì chùa Sơn Linh, một ngôi chùa tự phát tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết, chính quyền đã cưỡng chế ngôi chùa này sau khi nhiều lần yêu cầu ông tháo dỡ cơ sở. Vị trụ trì cho biết chính quyền đề nghị ông nên gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trên thực tế, người dân vẫn có cách lách qua những hàng rào vừa kể trên. Theo tác giả Minh Thạch trong một bài viết trên Phật tử Việt Nam, tín đồ Phật giáo trong nhiều năm qua đã lấy ngôi nhà của mình làm các cơ sở tôn giáo dưới tên gọi là am hoặc là thất hoặc a lan nhã hoặc đường hoặc cốc hoặc viên v.v. để hoạt động tôn giáo một cách kín đáo. Cách đặt tên trên có thể giúp họ vừa tránh khỏi sự kiểm soát của nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa duy trì quyền sở hữu cá nhân đối với cơ sở tôn giáo của mình. Đây là hình ảnh chính quyền hỗ trợ các thành viên cao đài tòa thánh Tây Ninh được chính quyền công nhận đến giành quyền kiểm soát thánh thất Phú Lâm, một thánh thất độc lập tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên,
vào ngày 18 tháng 6 năm 2020. Việc giành quyền này vấp phải sự phản đối của các thành viên nơi đây. Cũng theo Minh Thạch, Phật giáo miền Nam trước năm 1975 rất khuyến khích việc lấy nhà làm các niệm Phật đường trực thuộc giáo hội Phật hoặc không thì cũng đều được cả. Các niệm Phật đường này qua một thời gian đã phát triển lên thành chùa. Tuy nhiên, vào năm 1975, nhà nước Việt Nam đã lập ra các quy định phức tạp để kiềm chế việc phát triển chùa chiền cũng như các cơ sở tôn giáo khác. Đối với Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp tay cho chính quyền để hạn chế các ngôi chùa tự phát, như khẳng định chắc nịch của cơ quan Trung ương Giáo hội Phật giáo rằng Thiền Am bên bờ vũ trụ là bất hợp pháp, cần bị xử lý. Kiểm soát việc người dân lấy nhà làm chùa, độc quyền tôn giáo và cản trở quyền tự do tôn giáo, việc kiểm soát người dân lấy nhà làm chùa được xem là các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, ổn định hoạt động tôn giáo, tránh các hiện tượng như chùa giả nhằm trục lợi, lừa đảo người dân. Tuy nhiên, nếu so sánh hoạt động tôn giáo với các hoạt động dân sự khác, bạn sẽ thấy những quy định về việc mở cơ sở tôn giáo là rất bất hợp lý. Bạn có thể lấy ngôi nhà của mình làm văn phòng công ty, tụ tập nhiều người đến để làm việc. Bạn cũng có thể thoải mái mời mọi người đến nhà trong các đám giỗ, đám ma, đám cưới, sinh hoạt, hội họp, vân vân. Vậy vì sao chính quyền lại tìm cách khống chế khi bạn muốn lấy nhà, làm chùa hay nơi sinh hoạt tôn giáo công khai khác? Đây là hình ảnh một buổi hành lễ của tín đồ Bửu Xuân Kỳ Hương dưới tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm, An Giang. Tín đồ Bửu Xuân Kỳ Hương có truyền thống kính ngưỡng Phật Lão Khổng và tu tại gia. So với các hoạt động dân sự khác, chính quyền hiện đang phân biệt đối xử một cách nghiêm trọng với tôn giáo. Một tổ chức hay như công ty cũng có thể gây ra những việc như lừa đảo, mất an ninh trật tự v.v. như gây gổ, đánh nhau, nhưng nó vẫn được thành lập mà không ai bị ngăn chặn hay áp lên một thủ tục cấp phép phức tạp ngay từ ban đầu. Ở một số quốc gia nơi quyền tự do tôn giáo được tôn trọng, bạn có thể tổ chức hoạt động tôn giáo tại nhà mà không cần phải đăng ký với chính quyền. Việc đăng ký không thông thường chỉ đến để giúp bạn được miễn thuế thu nhập hoặc hoạt động từ thiện một cách dễ dàng hơn như khấu trừ thuế đối với người đóng góp từ thiện. Trong vụ việc Thiền Am bên bờ vũ trụ, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã trao đổi với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhận được khẳng định rằng Thiền Am này là bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc yêu cầu cơ sở tôn giáo của bạn phải được một giáo hội công nhận thì mới được hoạt động là không hợp lý. Mối quan hệ này chỉ đơn giản là tư cách thành viên giữa tổ chức tôn giáo của bạn với một tổ chức tôn giáo lớn hơn. Bạn có thể trở thành thanh thế của tổ chức tôn giáo lớn hơn, tạo dựng uy tín cho bạn, hoặc bạn có thể được hỗ trợ tài chính, nhưng nó không nên là điều kiện quyết định bạn có được tự thành lập cơ sở của mình hay không. Đây là hình ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh rất nổi tiếng với nhiều sách xuất bản bằng tiếng Anh, tiếng Pháp tại các trung tâm làng Mai, ông thành lập ở Pháp, ở Thái Lan và nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, chính quyền từng trục xuất ông khỏi Việt Nam và buộc 400 tu sinh làng Mai phải rời khỏi chùa Bát Nhã ở Bảo Lộc vào hồi năm 2008 vì lo sợ ảnh hưởng của ông lớn mạnh ở Việt Nam. Tương tự như việc bạn có thể mở một công ty riêng mà không cần phải là thành viên của bất kỳ công ty nào, vậy vì sao bạn không thể mở một ngôi chùa riêng của mình? Đối với Phật giáo, chùa, giáo lý, kinh sách, nghi lễ hoàn toàn không phải là một sáng tạo riêng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước khi giáo hội này thành lập, đã có biết bao nhiêu chùa được thành lập, biết bao nhiêu nhà sư đã hành đạo. Không chỉ riêng với Phật giáo, chính quyền vẫn áp dụng nhiều điều kiện cho bất kỳ ai muốn mở cơ sở hoạt động tôn giáo là phải được tổ chức tôn giáo lớn hơn như giáo hội, hội thánh, v.v. công nhận là thành viên tổ chức trực thuộc. Đây là một lớp kiểm soát nữa của chính quyền đối với quyền tự do tôn giáo, đồng thời nó tạo ra thói quen độc quyền về hoạt động tôn giáo cho các tổ chức như Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng sự phát triển tự nhiên của các tôn giáo vẫn không bị vùi dập bất chấp các quy định của chính quyền có thể nghiêm cấm chặt đến đâu. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dù không được chính quyền công nhận vẫn tồn tại song song với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy vẫn hoạt động cùng với giáo hội duy nhất được chính quyền công nhận là Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Các thánh thất cao đài vẫn tồn tại dù chính quyền có buộc họ phải gia nhập các hội thánh khác.
các thành viên của các tôn giáo mới vẫn duy trì hoạt động một cách kín đáo, tránh khỏi sự truy đuổi của chính quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 11 năm 2021 bản tin Vụ Thiền Am bên bờ vũ trụ, liệu bạn có quyền lấy nhà của mình làm chùa hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Các bạn cũng có thể bấm nút ủng hộ Thời báo .de để chúng tôi có điều kiện làm những bản tin mới phục vụ các bạn ngày một tốt hơn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Sử Nguyễn Diên Linh phiên tòa mặc cả vụng về. Họp án là khái niệm chưa từng có trong từ điển pháp lý của thế giới. Kết quả phiên xử đại tá Nguyễn Duy Linh dường như cho thấy cả ba cơ quan công an, kiểm sát và tòa án đã họp án để mặc cả với kết quả bản án. Quá trình tố tụng một vụ án phức tạp như ấy không thể diễn ra một cách chóng vánh đến như thế. Luật pháp như đùa, như có cũng như không. Qua vụ án xử đại tá Nguyễn Duy Linh, giới phân tích và quan sát, kể cả trên báo chí quốc doanh lẫn mạng xã hội, đều có xu hướng đi đến kết luận như trên. Đây là hình ảnh nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo đại tá Nguyễn Duy Linh tại tòa. Tất cả đều gián tiếp hay trực tiếp đề cập đến những tình tiết kỳ lạ trong quá trình tố tụng tại phiên tòa này, với hàng loạt các câu hỏi như tại sao mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được một cách rành rẽ. Những lời dẫn nhập sắc như dao câu của ba sàm Nguyễn Hữu Vinh đã hé lộ phần nào những tất khuất của một vụ án có lẽ sẽ đi vào lịch sử, không chỉ ở pháp lý Việt Nam. Một phiên tòa cũng hết sức kỳ quặc. Một vụ án vô cùng kỳ quặc từ các khâu điều tra ban đầu, khởi tố, bắt, khám xét, hỏi cung, cáo trạng cho tới xét xử tại tòa. Đặc biệt có những tình tiết cực kỳ quan trọng mà tòa đã cố tình bỏ qua một cách rất khó hiểu. Đó là khoản tiền rất lớn tới 4 triệu USD của Vũ Nhôm khai đã hối lộ Nguyễn Duy Linh trước khi gửi khoản tiền 5 tỷ đồng Việt Nam. Một số báo trong nước có đưa chi tiết này như tờ Việt Nam Express, Tiền Phong, Thanh Niên, v.v. Với cơ quan điều tra, không khó có thể xác định được đúng hay sai ở lời khai đó để tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ hỏi cung với Linh mà giúp tìm ra sự thật. Nhưng tất cả rơi vào hụt hẫng. Có thể thấy lần này đưa 5 tỷ đồng và các đợt đưa tổng cộng 4 triệu đô la trước đó đều tương tự nhau về cách thức thực hiện. Vậy tại sao tòa lại vui vẻ chấp nhận có 5 tỷ đồng mà thôi? Đây là một nội dung quan trọng, nhất là cả ba cơ quan tố tụng đã cố tình bỏ qua, nhất là quá trình hỏi cung thần tốc chỉ trong vòng có 6 ngày. Đây là hình ảnh đại tá Nguyễn Duy Linh bên phải là con trai ruột của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng của Bộ Công an Việt Nam trước đây, đầy quyền lực. Một kỷ lục có thể ghi vào Guinness là sách kỷ lục thế giới với một vụ án đưa và nhận hối lộ khủng khiếp đến như thế. Đặc biệt với một bị cáo có quá trình hỏi cung quá ngắn, không nhận tội thì khi phải nhận tội trước tòa phải làm thẩm tra để xác định diễn biến các hành vi phạm tội là vô cùng quan trọng. Hơn nữa, với mức độ phức tạp của vụ việc, mức án cao nhất là tử hình của tội danh thì lẽ ra tòa phải trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại. Nhưng đã không có chuyện đó xảy ra. Qua vụ việc này thì rằng những vụ việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng hô hào bấy lâu nay đã trở nên mị dần hơn bao giờ hết. Hiện tượng này có lẽ trả lời phần nào cho lý do vì sao quá trình hỏi cung lại ngắn chưa từng thấy đến như vậy. Thêm nữa, sau khi ông Linh nhận tội, Vũ cũng lập tức nhận theo, đồng thời cho biết có nhiều việc khó nói, mong hội đồng xét xử thông cảm. Đây cũng là tình tiết hết sức quan trọng. Tại sao không thấy tòa đi sâu và thẩm vấn thêm về vấn đề này? Có lẽ Tuổi Trẻ là một trong những tờ báo quốc danh đưa tin kết quả phiên tòa khá sớm. Phiên tòa xét xử cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo chiều ngày 5 tháng 11 có diễn biến bất ngờ khi ông Nguyễn Duy Linh bất ngờ khai đã nhận 5 tỷ từ Vũ Nhôm. Trước đó, bị cáo Linh liên tục phủ nhận nhận hối lộ như cáo trạng quy kết. Như vậy, khả năng Linh sẽ lĩnh án chung thân, đến khi thi hành án nếu cải tạo tốt, không vi phạm gì, nộp lại đủ tiền sẽ được giảm, có thể chỉ phải chịu thời gian giam giữ khoảng 15 năm. Với những gì bản cáo trạng nêu,
chỉ riêng nhận hối lộ đến 5 tỷ đồng Việt Nam thì khả năng bị tuyến tử hình là rất có thể. Kịch bản giải cứu lúc này hầu như chỉ có thể là nhận tội cộng nhận khắc phục và bằng kết quả sẽ trung thân. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc AVG Phạm Nhật Vũ, chính là em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, với hành vi hối lộ hơn 3 triệu đô la, chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng, chỉ bị có 3 năm tù. Một bức án không thể hài hước hơn tại Việt Nam. Ngoài ra, cũng giống như Nguyễn Chí Linh, Phạm Nhật Vũ được ở bệnh viện thay vì ở tù, thậm chí được phép vắng mặt trong phiên xử vì lý do sức khỏe yếu. Nếu không nhận tội và đương nhiên không khắc phục hậu quả thì sẽ nhận án tử hình. Trong thời gian hỏi cung, bị cáo đã không nhận tội, vậy việc ra tòa lại nhận tội không phải là điều dễ dàng. Diễn biến tại phiên tòa ngay buổi sáng ngày 5 tháng 11 đã cho thấy Linh vẫn chỉ là công nhận là có nhận quà lặt vặt thôi và phủ nhận việc nhận hối lộ 5 tỷ đồng. Kinh nghiệm vụ Nguyễn Bắc Son, theo luật sư cho biết, việc phủ nhận tội nhận hối lộ rồi cuối cùng lại phải nhận tội, gia đình nộp tiền, thoát án tử đã diễn ra gần đây đầy kịch tính. Từ đấy, đối chiếu với vụ án Nguyễn Duy Linh cấp thấp hơn Bộ trưởng Bắc Son, nhưng thế lực Linh lại lớn hơn rất nhiều. Diễn tiến phiên tòa như trên tuy kỳ quặc nhưng lại logic theo trình tự như nhận tội cộng giảm án nhẹ tại phúc thẩm cộng thi hành án 1/3 thời gian cộng đặc xá và ấm số tiền lớn 4 triệu đô la. Mù mờ nhưng đúng kịch bản. Đúng kịch bản là đối với những người nằm trong chăn biết chăn có giận đến cỡ nào, biết giận Chúa nằm ở đâu. Hàng loạt các chi tiết cực kỳ quan trọng cho thấy kịch bản được duyệt trong họp án hoàn hảo biết chừng nào. Đây là hình ảnh sau khi Nguyễn Duy Linh nhận tội, Phan Văn Anh Vũ cũng lập tức nhận theo với màn thẩm vấn ngắn ngủi chưa từng thấy của hội đồng xét xử. Có những tình tiết cực kỳ nhạy cảm nhưng tòa đã cố tình bỏ qua một cách khó hiểu. Thứ nhất vẫn là khoản tiền 4 triệu đô la Vũ Nhôm khai đã hối lộ cho Nguyễn Duy Linh trước khi gửi khoản tiền 5 tỷ đồng Việt Nam. Với cơ quan điều tra, thật không thể không khó xác minh đúng hay sai để tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ hỏi cung với Linh giúp tìm ra sự thật, nhưng tất cả đã rơi vào hư không. Thứ hai, liên quan đến sức khỏe bị cáo, tại sao tòa không công bố nội dung văn bản của bệnh viện, lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe của Linh ở đâu ra, có quyền hạn trong tố tụng để giám định y tế hay không? Bệnh gì liên quan đến cả truyền nhiễm mà không sợ lây ra ở tòa hay sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Người ta có quyền nghi ngờ câu chuyện sức khỏe chỉ là màn câu giờ. Nhưng nếu tòa và viện kiểm soát không làm rõ thì không thể hiện sự nghiêm minh, thậm chí không loại trừ khả năng sau phiên tòa bị cáo tiếp tục được tạm giam rồi thi hành án tại bệnh viện. Thứ ba, với Nguyễn Duy Linh, vị trí công tác hoàn toàn không thể quyết định được vấn đề nội trạng của Vũ Nhôm hiện nay, nên việc chạy án bắt buộc Linh phải liên hệ với các đối tượng khác có vị trí liên quan, thậm chí còn cộm cán hơn cả Nguyễn Duy Linh rất nhiều, tức là những cán bộ cấp cao của Bộ Công an Việt Nam. Như vậy càng cho thấy yêu cầu cần biết Linh đã sử dụng số tiền trên ra sao và đưa cho những ai, những người ấy quan trọng tới mức nào. Đây là hình ảnh trong phiên tòa ở Đồng Tâm, cả hai người con của cụ Lê Đình Kình đều bị xử tử hình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức. Không làm được những điều này, khả năng lọt tội với Linh và thoát tội với các đối tượng khác là rất có thể xảy ra. Thứ tư, bản án 14 năm tù với Nguyễn Chí Linh là quá nhẹ với một tội danh nhận hối lộ, đã quy định khung hình rất rõ ràng. Chỉ từ 1 tỷ đồng trở lên là bị 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Đây là theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, điều số 354. Trong khi ông Linh nhận ít nhất là 5 tỷ đồng. Đấy là chưa kể Linh còn có thể hiện không thành khẩn khai báo và nhận tội trong suốt quá trình từ khi chưa khởi tố cho đến trước khi ra tòa. Đó là tình tiết nặng tội. Còn tình tiết giảm nhẹ như báo nêu cũng không thể giúp bị cáo được giảm nhiều tới mức đó được. Cuối cùng, lời khai với 10.000 tờ 500.000 đồng nặng gần 9 cân qua tay 5 người, vượt 23 km xuyên thủ đô, qua 4 quận trên 2 xe biển xanh trước khi đến tay Linh, Tổng cục Phó Nguyễn Duy Linh, vậy mà tòa án chấp nhận suôn sẻ, không cần nhân chứng. Với tính chất quan trọng của công cuộc chống tham nhũng như vẫn quảng bá, thiết nghĩ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cần phải chỉ đạo cơ quan thẩm quyền kháng nghị bản án này.
xét xử vụ án Nguyễn Duy Linh lại thêm một trường hợp điển hình của cách xử của các quan lớn trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó hoàn toàn khác xa so với cách xử các vụ án hình sự và dân sự khác mà người dân Việt Nam phải chịu đựng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 11 năm 2021 với bản tin Xử Nguyễn Duy Linh phiên tòa mặc cả vụng về. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.